Hello cả nhà. Máy câu Toro hay còn gọi là trâu vàng, tức là hình logo con trâu này cả nhà, đến từ thương hiệu Toro ha. Nó có màu vàng nên em đặt nó gọi là trâu vàng nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Nó cái núm rất là xịn sò luôn nha anh em thấy không? Tay quay kim loại màu vàng nè. Đó, cái núm này cũng là cũng kim loại luôn. Cối này cối kim loại ha. Chân là ABS và đặc biệt chân là nhựa ABS nha cả nhà, nhựa ABS. Và đặc biệt trên chân nó có in nổi hình logo Toro cho mình luôn. Rất là đẹp ha. Nhìn chủ đạo thì màu đó là màu bạc. Màu bạc chút màu đen và chút màu vàng, nhìn cái máy mình cực kỳ sang chảnh luôn em. Rất là sang chảnh luôn nha. Thì bên em về từ size 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 và 7000. Đó, thì anh em thích size nào thì bấm vào size đó giùm em ha. Thì anh em đặt hàng bấm vô cái góc trái màn hình á. Bấm vô giỏ hàng góc bên trái màn hình giúp em nha anh em. Đó, rất là đẹp và rất là xịn sò luôn. Giá thì nó cũng trầm trung thôi cả nhà, gọi là trầm trung sinh viên thôi. Anh em thấy không? Quá trời đẹp luôn. Đó. Ok chưa? Đó. Rồi cảm ơn anh em mình thời gian qua luôn tin tưởng ủng hộ shop em nha.